cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Thông Nữ Khmer nha. Hôm nay em đang có mặt tại chùa Selatro Tiệp Thạch ở Trà Vinh hai cả nhà. Em quay cho cả nhà xem lễ xuất gia thọ giới sa di và tỳ kheo. Em nghe nói là cũng rất là nhiều người hôm nay làm lễ xuất gia, mà em cũng không biết bao nhiêu người là chắc chắn nữa. Nhưng mà chùa này nghe tiếng voi quá trời luôn, nó kêu chí, nó kêu còn lớn hơn tiếng của em nữa. Không biết cái giọng em hơi nhỏ, không biết cả nhà có nghe được không nữa. Đi phía sau là đang cầm cái bình bông dừa, người ta kiến Khmer là người ta kêu là la tho đôn đó cả nhà. Ta muốn cái dàn nhạc ngũ âm là nhiều hơn, không có ít có chặn khỉ lắm, nhà nào có điều kiện ta mới mướn chặn khỉ xài giảm được. Nãy giờ mới thấy có một người sợ giới tỷ khu thôi á cái gì.
cháy chằng chưa? Chưa. Chưa đúng không? Buồn không? Ừ. Chán không? Dạ. Chán lắm hả? Vậy về đi. Đừng coi nữa. Thôi à. Ê, bên kia em đi đủ gì vậy? Giới thiệu tên kênh cho coi. Cô thôn nữ Khmer. Nói. Thôn nữ Khmer. 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 Đen mỏ neo. Đen mỏ neo. Nổi tiếng á. Nổi tiếng lắm á. À, bé Đen bữa nay hết nhảy chàng rồi. Đó là hết rồi các bạn ơi. Hết rồi. Hết rồi. Bé Đen cũng đi quay luôn à. Trai không? Thế là bé Đen đẹp trai không? Đẹp trai ha. Ai cũng đẹp hết. Chưa có ghẻ đâu nghe các bạn. Chưa có ghẻ hả? Hôm nay đã có rồi á, chết á. Bán ở phía sau này là có dạ, có chàng á, cái nhà gì có thiệt môn người khổng lồ nữa. Rồi có xe dạm, có bà Bình Phụi nữa.
diễu hành á là sẽ đi vào bên đây chờ sắp xếp chờ mọi thứ hết trơn luôn á, rồi xong mới bắt đầu đi diễu hành ha. Thì Kiên Ngọc Hiếu, Thiên Bi, Kiên Ngọc Hiếu.
Thôi khách cho lại tiếp tục. Khách cho lại tiếp tục bạn họ trải.